Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nào mọi người. Ở bát 87 vừa rồi thì Khải sau đồ phá cuối á, nó hơi bị lỗi chỗ là Khải không có cho anh em xem được cái tổng thể. À, cũng như là tổng thể cái vật phẩm đồ chứ. Khải không cho anh em xem được tổng thể, bây giờ Khải sẽ làm video ngắn cho anh em xem lại nha. Thì đầu tiên Khải có cho mình đó là một nhẫn kháng lôi 29. Nhẫn này sẽ được 77 kháng lôi 29 thì silver thì cũng hàng hiếm nè. Và hiện tại nhẫn này khoảng tầm 5 kim anh em ơi, khoảng tầm 5 kim. Rồi, tiếp tục là một nhẫn kim. Sinh lực 128, kháng động 15, sinh lực lực nói chung nhẫn này cũng được hơn kim, hai nhẫn này được 6 kim. Rồi, một cái ngọc bội kháng hộ 21 dòng 1 thì nói chung là đi với hướng mà đai mọc, nhẫn mọc nè, và đi phá hành 80 chón 40 chậm á, thì cái ngọc bội này khá đẹp dành cho võ đan nữ, kích được dòng kháng hộ dòng 1, sinh lực 1 lực, còn chón 40 dòng cuối thì chắc phải sau này phải xác định quắc nè, muốn kích được, ngọc bội này bèo cũng được 1 kim rưỡi, kim đến kim rưỡi nè, và ngược lại thì bao tay này cũng vậy nè. Thì nếu đi những bao tây thì sẽ chuẩn bị cho mình là ngọc bội làm trọng 40 nữ vậy đó. Rồi hai cái nó tương đối tương xứng với nhau. Rồi với một cây vũ khí kháng lôi, kháng lôi 29 dòng 2 thì cây này chắc khoảng tầm kim, kim bay là được nè, sinh lực lực kim rưỡi bay là được. Rồi một cây vũ khí kháng lôi 24, cây này chắc khoảng tầm 500 xu. Rồi lưng kháng lôi 19 khai nó cho ngày 10 mang rồi. Cái này mà kháng lôi 29 thì giờ đang mang luôn rồi mà kháng lôi có 19 là ít quá. Nhưng này cho đứng ngọn. Rồi một đai kim sinh lực 1 lực, cái này chỉ 200 xu. Áo này phù hợp 40, kháng lôi 19, đâu tiếc không có sinh lực nào, sinh lực quá đẹp. Rồi cái áo này cũng được hơn kim nữa mày. Cái bộ này cho xe, cái bộ này kính đồ này. Rồi nói chung ở cái tổng lần thống cơ bát 87 này thì cũng có siêu phẩm thì Khải mới làm cho anh em cái thống cơ thôi. Còn những bát mà không có siêu phẩm á, thì không thống cơ làm gì nữa mày. Siêu phẩm là nói chung là món đồ trên tầm 5 kim trở lên nè, thì Khải sẽ thống cơ cho anh em xem. Hoặc là cả bát đó thu được thu hoạch từ 5 kim trở lên thì Khải sẽ làm cho anh em xem đó. Thật sự lần này cũng ok nè. Rồi. Và không gì hơn thì kính chúc anh em xem video này vui vẻ và đừng quên đón lại cho một lần thống cơ này Khải bắt 87 một like cho xem ủng hộ mạnh nha mọi người. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.